Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn giả lập router và switch Cisco trên PNetLab sử dụng IOL Image. IOL là cách gọi của Cisco IOS trên Linux, còn IOU là Cisco IOS trên Unix. Cả hai đều là phiên bản mô phỏng hệ điều hành IOS trên các thiết bị switch hoặc router của Cisco được sử dụng cho mục đích nội bộ khi giả lập Cisco bằng IOL thì các bạn có thể cấu hình tất cả các tính năng được hỗ trợ, bao gồm cả các tính năng nâng cao. Hiện tại có rất nhiều phiên bản IOL trên mạng, tuy nhiên khi sử dụng PNetLab thì các bạn nên sử dụng các phiên bản này nhé. Đây hầu hết đều là các phiên bản mới nhất và ổn định. Như với Switch thì có hai phiên bản 15.2 năm 2018 và 2019. Còn với Router thì có 3 phiên bản là 15.4, 15.6 và 15.7. Các bạn sử dụng phiên bản nào cũng được. Mình thì hay sử dụng hai phiên bản mới nhất năm 2019 này. Các file này thì mình sẽ upload hết lên driver, link mình để ở dưới mô tả video nhé. Các bạn có thể download về để cài đặt. Sau khi đã download file IOL về, các bạn sử dụng file Zilla để upload các file này vào PNetLab. Trên file Zilla tạo một session vào PNetLab. Và protocol chọn SFTP, host nhập IP trên PNetLab, nhập username và password vào và nhấn connect vào PNetLab. Bấm dấu gạch đứng để quay trở lại thư mục gốc, sau đó truy cập vào thư mục OPT. UNetLab, Add-on, IOL, BIN. Sau đó các bạn upload các file tải về lên, bao gồm cả file Cisco iou kizen p và file iourc vào. Sau khi upload xong thì các bạn SSH vào PNetLab. Truy cập vào thư mục vừa tạo bằng lệnh CD. Đường dẫn thì các bạn có thể copy trong file Zilla cho nó nhanh. Sử dụng lệnh ls -l để liệt kê các file trong thư mục này. Sau đó sử dụng lệnh python2 để chạy file sicoiowkizen.py. Trong output các bạn tìm và copy hai dòng license này và sử dụng phím control c hoặc tùy theo phần mềm các bạn sử dụng, sau đó dán hai dòng này vào file iourc. Bạn nào quen Linux thì có thể edit luôn trên này cũng được bằng lệnh VI hoặc Nano. Mình sẽ hướng dẫn sử dụng FileZilla cho dễ nhé. Quay trở lại FileZilla, kích chuột phải vào file iourc, chọn Edit. Xóa hết các nội dung trong file này và dán hai dòng các bạn vừa copy vào. Nhấn Ctrl S để lưu. Sau đó quay trở lại FileZilla, chọn Zip để upload file vừa edit vào PNetLab. Giờ các bạn sử dụng trình duyệt web đăng nhập vào PNetLab. Vào menu System, System Setting, bấm thích Permission là xong. Mình sẽ ép thử một switch Cisco Switch đã bút ok và có thể cấu hình. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn add file IOL vào PNetLab để giả lập switch và router của Cisco. Nếu các bạn gặp khó khăn gì thì có thể comment bên dưới video để mọi người cùng khắc phục nhé. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.